Chào mừng các em đã đến với học trực tuyến của chúng ta ngày hôm nay. Chắc hẳn là chúng ta cũng đã vừa kết thúc cái kỳ thi học kỳ cũng rất là vất vả rồi đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với những cái bài giảng tiếp theo trong chương trình của học kỳ 2. Và chương trình của học kỳ 2 chúng ta sẽ có nội dung bao gồm các cái chương, đó là chương tiếp theo là chương số 4 là chương dao động điện từ này, chương số 5 là chương sóng ánh sáng, chương số 6 là chương lượng tử ánh sáng và chương cuối cùng đó là hạt nhân nguyên tử. Vậy thì bài đầu tiên hôm nay chúng ta sẽ cùng nghiên cứu đó là cái chương dao động và sóng điện tử. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là vậy thì dao động điện tử là gì và ứng dụng của dao động điện tử ra làm sao. Chúng ta sẽ cùng khảo sát cái đầu tiên. Để nói về mạch dao động điện tử thì chúng ta sẽ có một cái phần đầu tiên là chúng ta sẽ khảo sát cái sự biến thiên. Của điện tích. Và cường độ dòng điện trong mạch. Chúng ta sẽ khảo sát cái sự biến thiên của điện tích và cường độ dòng điện trong mạch. Vậy thì chúng ta sẽ nói qua một chút về cái mạch dao động điện từ LC. Được chưa ạ? Trước hết thì cái mạch dao động của chúng ta thì tên gọi của nó là mạch dao động điện từ LC. Thì cái thành phần chủ yếu của nó chính là gì ạ? Là cuộn dây thuần cảm. Được chưa ạ? Và tụ điện là gì ạ? Là tụ điện C. Vậy thì chúng ta cần phải chú ý một điều như sau này. Chúng ta cần chú ý cho thầy một điều nhé. Đó là chúng ta học về cái mạch dao động LC lý tưởng. Mạch dao động LC lý tưởng. Được chưa? Vậy chủ yếu hai thành phần của mạch này, đó chính là thành phần thứ nhất, đó là tụ điện có điện dung C. Có điện dung C. Và thành phần thứ hai là cuộn dây thuần cảm. Cuộn dây thuần cảm L. Được chưa? Cuộn dây thuần cảm thì đương nhiên là điện trở cuộn dây bằng mấy nhỉ? Bằng không. Và thực tế thì trong mạch dao động điện từ của chúng ta chắc chắn là sẽ có các cái thành phần điện trở liên quan đến cái việc là ở các cái dây dẫn, được không ạ? Và nếu chúng ta coi cái điện trở đấy rất là nhỏ thì mạch dao động của chúng ta trở thành mạch dao động LC lý tưởng. Được chưa ạ? Vậy thì để khảo sát một cái mạch dao động thì chúng ta có thể quan sát được một cái hình vẽ ở đây đây, ở trên bảng. Ở trên bảng của thầy thì có các cái thiết bị như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ có một cái cuộn cảm. Được chưa ạ? Thứ hai là chúng ta sẽ có một cái tụ điện. Thứ ba là chúng ta sẽ sử dụng một cái nguồn điện, gọi là nguồn điện một chiều. Thứ tư là chúng ta sẽ có cái khóa K, điện trở R. Và cuối cùng là chúng ta có một cái máy phát dao động ký để chúng ta sẽ xem là cái đồ thị liên quan đến dao động điện từ này nó sẽ như thế nào. Một cái đồ thị này thì là đồ, cái sơ đồ này thì là chúng ta sẽ mắc ở trong thực tế. Tuy nhiên để cho nó đơn giản thì chúng ta sẽ sử dụng một cái sơ đồ như thế này. Sơ đồ của thầy được bố trí bằng cái sơ đồ nguyên lý như sau: có điện trở R này, tụ điện C và cuộn cảm. Tuy nhiên là ở cái chỗ này là khóa K. Khóa K này là có thể linh động từ chốt A sang gì ạ? Sang chốt B. Vậy thì bây giờ để khảo sát thì nhiệm vụ đầu tiên mà thầy làm đó là gì ạ? Thầy bắt đầu tích điện cho tụ. Được không ạ? Vậy để tích điện cho tụ thì ban đầu thầy để K ở chốt A, được không ạ? Vậy khi K ở chốt A nhá, khi khóa K của thầy mà ở chốt A, được chưa ạ? Thì tụ điện của chúng ta bắt đầu quá trình gì ạ? Quá trình tích điện. Và tụ nó sẽ tích điện đến một giá trị cực đại. Tụ sẽ tích điện tới giá trị cực đại. Và điện tích của tụ sẽ ký hiệu là chữ gì ạ? Là chữ Q0. Được chưa? Tụ tích điện tới giá trị cực đại là Q0. Thế thì bây giờ tại sao chúng ta lại có thể phải mắc thêm một cái điện trở R ở trong mạch kia? Chúng ta mắc thêm một cái điện trở R ở trong mạch với mục đích là chúng ta sẽ hạn chế và kiểm soát được cái dòng điện làm qua mạch. Vậy thì khi tụ đã tích điện tới giá trị cực đại rồi, bây giờ thầy sẽ chuyển K sang chốt B. Bây giờ thầy sẽ chuyển K sang chốt B.
được chưa? À, tụ tích điện đầy rồi, bây giờ chuyển cát sang chốt B. Chuyển cát sang chốt B thì tụ bây giờ bắt đầu cái quá trình là phóng điện tích. Và phóng điện tích như thế này thì sẽ tạo thành một cái dòng điện qua quận cảm là sao ạ? Tăng dần. Và dòng điện này sẽ làm cho trong quận cảm sẽ xuất hiện một cái xuất điện động, người ta gọi là xuất điện động tự cảm. Vậy ta sẽ có này, xuất điện động tự cảm trong quận cảm sẽ được bằng trừ L nhân với cả delta Y trên gì ạ? Trên delta T. Đấy là chúng ta đúng cái công thức ở lớp 11 mà chúng ta đã học. Khi có dòng điện chạy qua quận cảm thì ở hai đầu quận cảm sẽ xuất hiện một cái xuất điện động, người ta gọi là xuất điện động tự cảm. Và ETC sẽ bằng là gì ạ? Trừ L nhân delta Y chia trên delta T. Và dấu trừ ở đây là để thể hiện định luật gì ạ? Luật Lenzer. Được không ạ? Vậy thì khi mà nó đã nạp điện, khi mà nó đã tạo thành một cái dòng điện qua quận cảm rồi, thì đến một cái thời điểm nào đó tụ sẽ làm sao ạ? Tụ sẽ hết điện tích. Vậy thì khi tụ mà hết điện rồi thì cái dòng điện tự cảm đấy sẽ lại làm một cái quá trình là gì ạ? Nạp điện cho tụ, nhưng lại theo làm sao ạ? Chiều ngược lại. Và khi tụ lại nạp lại được đầy điện tích rồi thì nó lại làm sao ạ? Thì tụ tiếp tục làm sao nhỉ? Lại phóng điện. Và khi phóng điện nhưng nó sẽ phóng điện theo chiều gì ạ? Theo chiều ngược lại. Và cái quá trình mà tụ phóng điện liên tục nhiều lần như thế sẽ tạo ra một cái dòng điện, người ta gọi là dòng điện xoay chiều. Và hiện tượng này nó sẽ cứ lặp đi lặp lại trở thành là dao động điện và dao động từ trong mạch dao động LC lý tưởng. Đấy là một cái hiện tượng và cái thí nghiệm để chúng ta có thể nắm bắt được là xem là cái quá trình mà tụ tích điện như thế nào, hay là quá trình mà dòng điện chạy qua quận cảm như thế nào. Còn bây giờ chúng ta sẽ phân tích định lượng cụ thể là cái sự biến thiên của điện tích và cường độ dòng điện trong mạch dao động LC nó sẽ ra làm sao. Thì thông qua các cái quá trình mà người ta nghiên cứu thì người ta đã nghiên cứu được rằng là cái điện tích của hai bản tụ điện nó sẽ biến thiên với phương trình. Trước hết là điện tích của tụ điện này. Nó sẽ biến thiên theo cái quy luật đó là gì ạ? Là quy nhỏ, là điện tích tức thời ạ, sẽ bằng này quy không nhân cốt của omega t cộng phi, được chưa ạ? Và đơn vị của điện tích nó sẽ ký hiệu là coulomb, được chưa nhỉ? Rồi tụ bắt đầu làm quá trình gì ạ? Tích điện, và tích điện tới giá trị gì ạ? Cực đại. Thế sau khi tích điện tới giá trị cực đại rồi, bây giờ nó bắt đầu quá trình gì ạ? Phóng điện, được chưa ạ? Vậy thì phóng điện nó sẽ tạo thành một cái dòng điện, mà dòng điện của chúng ta theo đúng định nghĩa ở lớp 11 chúng ta đã học đó là gì ạ? Y bằng delta Q chia gì ạ? Chia delta T, được chưa ạ? Delta Q là người ta gọi là điện lượng đấy ạ, được chưa ạ? Thế bây giờ nếu trong trường hợp mà chúng ta xét trong cái khoảng thời gian rất ngắn, nếu cái khoảng thời gian của chúng ta rất ngắn, tức là nếu delta T mà tiến tới không ạ, thì cái cường độ dòng điện của chúng ta bây giờ trở thành cường độ dòng điện tức thời, được chưa ạ? Tức thời nó sẽ bằng là gì ạ? Lim của delta Q trên delta T. Mà khi delta T của chúng ta tiến tới không, được chưa nhỉ? Mà lim của delta Y trên delta X khi delta X tiến tới không, về mặt định nghĩa nó sẽ bằng là gì ạ? DQ chia gì ạ? DT. Và nó sẽ bằng là gì ạ? Đạo hàm cấp 1 của Q theo gì ạ? Theo thời gian là gì ạ? Theo thời gian là T, được chưa ạ? Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đạo hàm cái biểu thức của Q ra, xem là biểu thức của Y nó sẽ có mối liên hệ như thế nào với cả Q, được chưa ạ? Rồi bây giờ ta sẽ đạo hàm này. Ta có này, Y bằng này Q phẩy, đúng không ạ? Tức là gì ạ? Chúng ta viết lần lượt và từ từ. Q không này nhân cốt của omega t cộng phi, mà làm sao nhỉ? Đạo hàm, được chưa ạ? Q không là hàng số, như vậy chúng ta cho ra ngoài bằng này Q không nhân nào cốt của omega t cộng phi mà đạo hàm nhân này cốt của omega t cộng phi mà làm sao ạ? Đạo hàm, được chưa nhỉ? Vậy thì đến đây chúng ta cần lưu ý cho thầy một cái điều, đó là chúng ta sẽ sử dụng công thức đạo hàm của hàm hợp ạ. Cốt u mà đạo hàm sẽ bằng là gì ạ? Trừ sin u mà nhân với cả gì ạ? U phẩy. Và bây giờ chúng ta sẽ coi cái u của chúng ta ở trong này chính là gì ạ? Là omega t cộng gì nhỉ? Cộng phi, được không ạ? Nào bây giờ cốt u thầy lại viết lại cái q không ở đây, được chưa ạ? Nào cốt u mà đạo hàm sẽ bằng là gì ạ? Trừ sin u, tức là trừ sin của gì ạ? Omega t cộng gì nhỉ? Cộng phi.
đúng chưa ạ? Nhân với cả u phẩy, tức là nhân với cả gì nhỉ? Omega t cộng phi, mà làm sao ạ? Đạo hàm, được chưa ạ? Bây giờ để cho nó thuận tiện và nó thuận cái biểu thức của chúng ta, thì bây giờ chúng ta sẽ đưa các cái đại lượng ra bên ngoài, được không ạ? Bây giờ thầy lại bằng tiếp này. Bây giờ ở đây là dấu trừ, thầy đưa ra bên ngoài là dấu trừ, được chưa ạ? Omega t cộng phi mà đạo hàm theo t thì kết quả sẽ ra là gì ạ? Sẽ ra là omega, được không ạ? Q0 chúng ta viết lại và nhân với cả gì ạ? Sin của gì nhỉ? Omega t cộng cộng phi, được chưa ạ? Vậy đến đây chúng ta có thấy quen không nhỉ? Chúng ta có thấy giống cái biểu thức vận tốc trong dao động điều hòa là v bằng gì nhỉ? Trừ omega a nhân gì ạ? Nhân sin của gì nhỉ? Omega t cộng cộng phi không nhỉ? Có đúng không ạ? Vậy thì bây giờ thầy thấy cái dấu trừ ở đây này nó rất là khó chịu đúng không? Bây giờ thầy sẽ khử cái dấu trừ này bằng cách là chuyển nó vào trong. Chuyển nó vào trong thì bây giờ lại phải nhớ tiếp một công thức nữa. Đó là gì nhỉ? Là sin của gì ạ? Alpha mà cộng pi sẽ bằng là gì ạ? Trừ gì? Trừ sin của gì ạ? Trừ sin của alpha. Vậy thì bây giờ thầy sẽ cộng pi vào đây và dấu trừ đã bị mất. Bằng này, omega nhân Q0 nhân sin của gì ạ? Omega t cộng cộng phi và cộng với cả gì ạ? Cộng với cả pi, được chưa ạ? À, nhưng bây giờ thầy đang cần tìm cái mối liên hệ của gì ạ? Của điện tích và gì ạ? Và cường độ dòng điện, đúng không ạ? Vậy thì biểu thức điện tích của chúng ta là gì ạ? Q nhỏ bằng gì? Q0 nhân cốt của omega t cộng phi. Đây, hàm của chúng ta là hàm gì đấy ạ? Hàm cốt. Tuy nhiên y của chúng ta bây giờ đang lại là gì ạ? Là gì ạ? Là sin, đúng không ạ? Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm một nhiệm vụ, đó là gì ạ? Tìm cái mối liên hệ giữa sin và cốt để quy chúng về cùng gì ạ? Cùng cốt, được không ạ? Vậy thì chúng ta nhớ này, hai góc hơn kém nhau pi trên 2 thì làm sao ạ? Thì sin sẽ bằng là gì ạ? Bằng cốt. Như vậy đến đây thầy sẽ viết lại một cách như sau. Bằng omega nhân Q0 nhân sin của này, omega t cộng phi cộng pi trên 2 cộng pi trên 2. Không hề ảnh hưởng, được không ạ? Bởi vì pi sẽ bằng là pi trên 2 cộng cộng pi trên 2. À, bây giờ hai góc hơn kém nhau pi thì sin sẽ thành gì ạ? Thành cốt. Bây giờ thầy bớt một pi trên 2 đi, được không ạ? Thì hàm sin của chúng ta trở thành hàm gì nhỉ? Hàm cốt. Vậy nó sẽ bằng là gì ạ? Omega nhân Q0 nhân với cả cốt của omega t cộng phi cộng gì nhỉ? Pi trên 2. Được chưa ạ? Bây giờ thầy sẽ làm một động tác như sau. Bây giờ thầy sẽ làm một động tác ạ, là bây giờ thầy đặt là gì nhỉ? Đặt y0 bằng omega nhân Q0. Được chưa ạ? Và gọi cái này chính là gì ạ? Giá trị cực đại của cường độ dòng điện. Giá trị cực đại của cường độ dòng điện. Được không ạ? Bây giờ thầy sẽ viết lại biểu thức của y. Như vậy y sẽ bằng là gì ạ? Y0 nhân cốt của gì ạ? Omega t cộng phi và cộng với cả gì ạ? Pi trên 2. Đóng mở ngoặc đơn vị là gì ạ? Là ampe. Được chưa ạ? Bây giờ chúng ta để ý nhá, chúng ta để ý này. Biểu thức của Q là Q bằng Q0, thầy viết lại lên trên này. Biểu thức của Q là Q nhỏ bằng Q0 nhân cốt của gì ạ? Omega t cộng phi. Đơn vị là coulomb. Được chưa ạ? Còn biểu thức của Y sau khi thầy biến đổi nó sẽ bằng là gì ạ? Y0 nhân cốt của gì ạ? Omega t cộng phi cộng gì nhỉ? Pi trên 2. Đơn vị là gì ạ? Là ampe. Được chưa ạ? Bây giờ chúng ta có một cái nhận xét về đặc điểm của Q và Y. Trước hết này, cùng là hàm gì rồi ạ? Cùng là hàm cốt rồi, đúng không ạ? Q thì là omega t cộng gì ạ? Cộng phi. Còn Y là gì ạ? Là omega t cộng phi cộng gì ạ? Cộng pi trên 2. Như vậy chúng ta nhận xét này, Q và Y biến đổi như thế nào ạ? Biến đổi điều hòa, đúng chưa ạ? Vì nó biến đổi theo hàm cốt, được chưa? Mà hàm cốt và hàm sin là những hàm gì ạ? Hàm điều hòa. Tuy nhiên làm sao ạ? Y sẽ làm sao ạ? Sớm pha hơn Q một góc là gì ạ? Là pi trên 2, đúng không ạ? Y sẽ sớm pha hơn Q một góc là gì ạ? Là pi trên 2, đúng chưa ạ? Y sớm pha hơn Q. Y sớm pha hơn Q một góc là pi trên 2 radian. Được chưa nhỉ? Vậy thì bây giờ chúng ta quay trở lại cái phần dao động điều hòa mà chúng ta đã học. Vậy thì thầy đố chúng ta biết rằng là gì ạ? Hai đại lượng Q và Y này nó sẽ giống hai đại lượng nào trong dao động điều hòa? Và chắc chắn chúng ta có thể trả lời được ngay.
Nó là giống đại lượng gì ạ? Ly độ gì ạ? Ly độ x và gì ạ? Và vận tốc v. Vậy thì ly độ x và vận tốc v nó sẽ như thế nào đây nhỉ? Ly độ x của chúng ta này, nó là gì ạ? X bằng gì nhỉ? A nhân cos của omega t cộng gì ạ? Cộng phi. Được không ạ? Thế còn v của chúng ta sẽ bằng là gì nhỉ? Sau khi biến đổi ạ, sẽ là omega a nhân cos của gì ạ? Omega t cộng phi cộng pi trên 2. Như vậy, vận tốc và ly độ cũng biến đổi điều hòa với hàm gì ạ? Hàm cos. Đúng chưa ạ? Nhưng tuy nhiên vận tốc sẽ làm sao ạ? Sớm pha hàm x một góc là bao nhiêu? Là pi trên 2. Như vậy, đấy chính là cái sự tương đương giữa đại lượng cơ và đại lượng gì ạ? Đại lượng điện. Như vậy đại lượng cơ là gì ạ? Ly độ là gì ạ? Là x. Còn tương đương với nó, đại lượng điện là gì ạ? Là quy nhỏ. Được không ạ? Đại lượng tiếp theo là đại lượng gì ạ? Vận tốc v. Thì tương đương với nó, song đại dao động điện từ nó sẽ là gì ạ? Là y nhỏ. Được chưa? Đấy là một cái điều mà chúng ta cần gì ạ? Cần lưu ý. Vậy thì sẽ có một cái chú ý nữa trong cái phần này. Đó là chúng ta sẽ tìm cái mối liên hệ của các cái đại lượng x và v. Cũng như là tìm đại lượng mối liên hệ của quy và gì ạ? Của quy và y. Vậy thì chúng ta có cái trong dao động điều hòa thì cái hệ thức độc lập với thời gian. Trong dao động điều hòa thì cái hệ thức độc lập với thời gian. Thể hiện mối liên hệ giữa omega này, x, v và a. Nó sẽ là gì nhỉ? Omega bình nhân gì ạ? X bình cộng gì nhỉ? V bình bằng gì ạ? Omega bình nhân gì ạ? Nhân a bình. Và từ đây ta sẽ có hai cái hệ quả mà thầy nhắc lại. Đó là gì ạ? Tính biên độ. Đó là gì nhỉ? A sẽ bằng là gì ạ? Căn bậc 2 của x bình phương cộng với cả gì ạ? V bình chia gì nhỉ? Chia cho omega bình. Đúng chưa ạ? Đây là hệ thức độc lập với thời gian. Hệ quả thứ hai là chúng ta sẽ tính được vận tốc v. Được chưa ạ? Vận tốc v sẽ bằng là cộng trừ omega nhân căn bậc 2 của gì ạ? A bình trừ đi gì ạ? Trừ đi x bình. Đúng chưa ạ? Đấy là hệ thức độc lập với thời gian trong dao động điều hòa. Được chưa ạ? Còn với cái dao động điện từ mà chúng ta vừa mới học, và chúng ta đã biết rằng là sự tương đương của vai trò của x sẽ giống vai trò của gì ạ? Của quy. Còn vai trò của gì ạ? Của v sẽ giống vai trò của gì ạ? Của y. Thì ta cũng sẽ có tương tự, ta sẽ có này. Vẫn là omega bình này. Được chưa ạ? Vai trò của x giống vai trò của quy, tức là ta sẽ có là gì ạ? Quy nhỏ bình này. Đúng chưa ạ? Cộng này. Ta có gì ạ? V giống vai trò của gì ạ? Y, tức là cộng với cả gì ạ? Y nhỏ bình bằng này omega bình này. Nào, a chính là gì ạ? Là quy không, tức là quy không bình. Vậy thì từ đây thầy cũng suy ra cái hai cái hệ quả để thầy có thể tính toán được, đó là gì ạ? A thì tương đương với vai trò của gì ạ? Của quy, quy không ạ. Như vậy quy không sẽ bằng là gì ạ? Căn bậc 2 của quy nhỏ bình cộng với cả gì ạ? Y nhỏ bình mà chia gì ạ? Chia cho omega bình. Được chưa ạ? Cái thứ hai là v, v tương ứng với vai trò của y. Như vậy y sẽ bằng là gì ạ? Cộng trừ này omega nhân căn bậc 2 của gì đấy ạ? Nào, căn bậc 2 của gì? A thì tương đương với vai trò của gì ạ? Quy không bình mà trừ đi gì ạ? X chính là gì ạ? Quy nhỏ bình. Được chưa ạ? Đấy là một cái lưu ý trong cái quá trình mà chúng ta làm các bài tập, vì là những bài tập này sẽ có cái sự tương đương giữa các đại lượng cơ, đại lượng điện cũng như các cái bài toán thực tế của nó mà chúng ta cần lưu ý. Được chưa ạ? Chúng ta vừa mới xây dựng xong các cái mối liên hệ giữa điện tích và cường độ dòng điện, đúng không ạ? Và bây giờ thầy sẽ viết lên đây một chút lại cho chúng ta. Đó là quy bằng quy không nhân cos của omega t cộng phi coulomb. Thầy viết lại ạ. Thầy gọi biểu thức này là biểu thức số 1. Được chưa ạ? Còn cái thứ hai mà chúng ta nói đó là y sẽ bằng là y không nhân cos của omega t cộng phi cộng pi trên 2 ampere. Thầy gọi cái này là cái số 2. Và với cái chú ý, với hai cái chú ý đối với cả y, đó là cái phương trình gốc của y sẽ là gì ạ? Trừ y không nhân với cả sin của omega t cộng phi ampere. Và cái y không của chúng ta lưu ý nhé, sẽ bằng là omega nhân gì ạ? Nhân quy không. Cái này là cái lưu ý để cho chúng ta làm. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu đến điện tích này, rồi này cường độ dòng điện, rồi bây giờ chúng ta sẽ nói đến hiệu điện thế. Được chưa ạ? Vậy thì hiệu điện thế thì ta sẽ có này, là hiệu điện thế U sẽ bằng là gì ạ? UL
và sẽ bằng là gì ạ? UC. Đúng không ạ? Mà UC của chúng ta sẽ bằng là gì ạ? Q chia gì ạ? Chia C. À, C của chúng ta không đổi, đúng không ạ? Điện tích trên một bảng tụ điện thì biến thiên tức thời theo thời gian với quy luật là gì ạ? Q nhỏ bằng Q0 nhân cốt của omega t cộng phi. Vậy thì hiệu điện thế của chúng ta cũng là hiệu điện thế gì ạ? Hiệu điện thế tức thời. Vậy thì sẽ có này, nó sẽ bằng là Q0 chia cho C nhân với cả gì ạ? Cốt của omega t cộng phi. Đúng không ạ? Và để cho thuận tiện thì bây giờ chúng ta sẽ làm một cái động tác, đó là đặt U0 sẽ bằng là gì ạ? Q0 chia gì ạ? Chia C. Được không ạ? Vậy từ đây thì sẽ suy ra được là U của chúng ta sẽ bằng là gì ạ? U0 nhân cốt của omega t cộng phi vôn. Được chưa ạ? Vậy chúng ta quay trở lại, chúng ta lại tìm mối liên hệ của gì ạ? Của U. Và gì ạ? Của gì ạ? Của Q. Ta thấy này, Q đằng sau chuẩn hàm cốt chưa ạ? Hai cái đều là gì ạ? Là cốt rồi. Được không ạ? Q là gì ạ? Là omega t cộng phi. U cũng là gì ạ? Omega t cộng phi. Như vậy từ đây thầy lại có một cái kết luận nữa. Đó là gì ạ? Là U và Q biến thiên điều hòa. U và Q biến thiên điều hòa. Và cùng pha nhau. Được chưa ạ? Và phương trình này thì sẽ gọi nó là phương trình số 3. Được chưa ạ? Vậy thì từ ba phương trình là 1, 2 và 3, ta sẽ có một cái nhận xét là gì ạ? Cả ba phương trình này, Q, Y và U đều biến thiên điều hòa theo thời gian. Mặt khác, khi có dòng điện thì sẽ có một gì ạ? Một từ trường. Đúng không ạ? Và khi dòng điện biến thiên thì từ trường cũng làm sao ạ? Cũng biến thiên. Được chưa ạ? Và cái sự lặp đi lặp lại của cái từ trường biến thiên đó thì người ta gọi là mạch dao động điện từ trong mạch LC. Ở từ cái phương trình là 1, 2 và 3, ta thấy là gì ạ? Q này, Y này và U đều biến thiên làm sao ạ? Biến thiên điều hòa theo thời gian. Được chưa ạ? À, mặt khác thì chúng ta cũng có một cái nhận xét là gì ạ? Là khi có dòng điện thì sẽ có là gì ạ? Khi có dòng điện thì sẽ có là gì ạ? Có từ trường. Và do đó là cái dòng điện của chúng ta mà biến thiên thì từ trường của chúng ta cũng làm sao ạ? Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với quy luật hàm sin. Và biến thiên của điện trường và từ trường theo thời gian thì người ta gọi là dao động điện từ tự do trong mạch. Và từ đấy thì chúng ta cũng sẽ có một cái định nghĩa về dao động điện từ tự do. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau quan sát lên trên bảng. Vậy thì dao động điện từ tự do được định nghĩa là gì ạ? Chính là cái sự biến thiên điều hòa theo thời gian của điện tích Q trên một bảng tụ điện và cường độ dòng điện Y trong mạch dao động thì người ta gọi đây chính là dao động điện từ tự do. Vậy thì các dao động điện từ tự do này nó cũng sẽ có các cái đặc trưng riêng của nó. Cụ thể, cái thứ nhất là chúng ta sẽ có là gì ạ? Tần số góc riêng. Đó là gì ạ? Omega bằng 1 trên căn LC. Và chúng ta lưu ý rằng là gì ạ? Dao động điện từ chính là trường hợp riêng, là trường hợp cộng hưởng điện của dòng điện xoay chiều. Cái thứ hai mà chúng ta nói đến đó là gì ạ? Là chu kỳ riêng. Chu kỳ là T sẽ bằng là gì ạ? 2pi chia omega sẽ bằng là 2pi nhân căn gì ạ? Căn của L nhân C. Thứ ba là tần số riêng. Vậy tần số riêng nó sẽ là gì ạ? F bằng gì? 1 trên T sẽ bằng là gì ạ? Omega chia cho 2pi sẽ bằng là gì ạ? 1 trên 2pi căn LC. Vậy thì với ba cái công thức mà thầy vừa cho chúng ta ở trên bảng như sau thì ha, cái công thức này nó sẽ cũng hỏi rất nhiều trong cái đề thi trung học phổ thông quốc gia liên quan đến cái mức độ gọi là mức độ nhận biết và thông hiểu, đòi hỏi chúng ta phải nhớ ba công thức này. Còn tuy nhiên ở cái mức độ sâu hơn là mức độ vận dụng thì chúng ta cũng sẽ làm những cái bài tập tương tự, thì chúng ta cần lưu ý cho thầy là chúng ta phải nhớ ba cái công thức này, omega này, T và gì ạ? F, được không ạ? Và đấy là một số các cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý trong cái quá trình mà chúng ta làm các bài tập. Vậy thì bây giờ chúng ta vừa mới khảo sát điện tích này, cường độ dòng điện và gì ạ? Và hiệu điện thế rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ khảo sát cái năng lượng trong mạch dao động điện từ nó sẽ như thế nào. Chúng ta sẽ sang phần tiếp theo là chúng ta sẽ khảo sát cái năng lượng điện từ trong mạch dao động. Khảo sát cái năng lượng điện từ trong mạch dao động là mục số 2. Và để thuận tiện cho chúng ta thì chúng ta sẽ khảo sát hai vấn đề. Thứ nhất là chúng ta khảo sát định tính trước, được không ạ? Phần A là chúng ta khảo sát định tính.
Vậy thì khi khảo sát định tính thì chúng ta lại quay trở lại cái hình vẽ ở phần ban đầu. Là ban đầu thì K đang ở chốt A, là chúng ta đang quá trình gì ạ? Nạp điện cho tụ. Bây giờ khi K ở chốt A nhá. Khi K ở chốt A. Được chưa ạ? Quá trình nạp điện cho tụ, vậy thì tụ đã tích điện. Tới một cái giá trị cực đại. Là Q0. Được chưa ạ? Và tụ tích điện tới giá trị cực đại là Q0. Thì cái năng lượng điện trường tích trữ bên trong tụ điện sẽ là giá trị gì ạ? Cực đại, tức là WC max sẽ bằng Q0 bình chia gì ạ? Chia 2C. Được chưa ạ? Hay là bằng gì ạ? CU0 bình trên 2. Hoặc là bằng gì ạ? Q0 nhân gì ạ? Nhân U0 chia cho 2. Được chưa ạ? Vậy thì đến đây thầy lại lưu ý với chúng ta một điều, là chúng ta đã từng được học các cái công thức liên quan đến năng lượng điện trường của tụ điện ở lớp 11. Và cụ thể công thức liên quan đến năng lượng điện trường ở trong tụ điện ở lớp 11 thì sẽ là gì nào? WC sẽ bằng là gì nhỉ? Q bình chia gì ạ? Chia 2C bằng này, C nhân U bình chia gì ạ? Chia 2. Hoặc là bằng gì ạ? Q nhân gì ạ? Nhân U mà chia gì ạ? Chia 2. Thì chúng ta hoàn toàn có thể lập luận tương tự để chúng ta suy ra được là gì ạ? Năng lượng điện trường cực đại bên trong tụ điện nó sẽ là gì ạ? Q0 bình chia 2C này. C nhân U0 bình trên 2. Và cùng là gì ạ? Q0 nhân U0 trên 2. Còn lúc này năng lượng từ trường thì bằng mấy nhỉ? Năng lượng từ trường thì bằng mấy? WL của chúng ta thì bằng mấy ạ? Bằng 0. Vì hoàn toàn là chúng ta chưa động chạm gì đến gì ạ? Cuộn dây thuần cảm L. Thế bây giờ khi chuyển K sang chốt B. Chuyển K sang chốt B. K ở chốt B. Nào, K ở chốt B thì làm sao ạ? Là quá trình làm sao nhỉ? Tụ phóng điện. Đúng chưa? Vậy thì tụ phóng điện chúng ta sẽ có một số các cái nhận xét như thế nào đây? Khi tụ phóng điện thì điện tích của cụ làm sao nhỉ? Làm sao ạ? Giảm. Đúng không ạ? Dẫn đến chúng ta có là gì nhỉ? Năng lượng điện trường của tụ cũng làm sao ạ? Giảm. Được không ạ? Rồi. Thế bây giờ làm sao nhỉ? Tiếp tục chúng ta có điều gì? Cường độ dòng điện qua cuộn cảm làm sao? Tăng. Đúng không ạ? Dẫn đến năng lượng từ trường của cuộn cảm làm sao ạ? Cũng làm sao ạ? Tăng. Đúng chưa ạ? Đây là quá trình mà khi làm sao ạ? Khi tụ phóng điện. Thế bây giờ khi tụ phóng điện hết thì sao đây? Tụ mà phóng điện hết. Tụ phóng điện hết. Tụ mà phóng điện hết thì làm sao nhỉ? Q làm sao ạ? Q bằng 0. Như vậy ta sẽ có là gì ạ? Năng lượng điện trường bằng mấy nhỉ? Bằng 0. Đúng không ạ? Dòng điện qua cuộn cảm tăng tới giá trị cực đại, tức là WL max. Mà WL max sẽ bằng là gì ạ? L nhân Y0 bình trên 2. Đây cũng là một cái công thức mà chúng ta làm sao ạ? Đã học lại ở lớp 11 rồi. Đúng không ạ? Cụ thể thì nhắc lại chúng ta nhé. Như vậy WL này của chúng ta sẽ bằng là gì ạ? L Y bình trên 2. Đã học hai công thức liên quan đến năng lượng điện trường và năng lượng từ trường ở trong tụ điện và gì ạ? Và cuộn cảm rồi. Đúng không ạ? Vậy thì bây giờ khi dòng điện qua cuộn cảm là cực đại rồi đúng không ạ? Bây giờ lại tiếp tục làm sao nhỉ? Khi dòng điện là tụ đã hết điện rồi thì bây giờ nó lại quay lại quá trình gì ạ? Nạp điện lại cho tụ nhưng lại theo chiều gì ạ? Theo chiều ngược lại. Vậy nạp điện lại cho tụ tức là gì ạ? Là Q lại làm sao ạ? Tăng. Q tăng thì làm sao ạ? WC lại làm sao ạ? Tăng. Mặt khác này, Y lại làm sao ạ? Giảm. Như vậy WL làm sao ạ? Giảm. Và cứ một quá trình lặp lại một cách diễn ra liên tục như thế thì người ta gọi là gì ạ? Là năng lượng của nó có thể làm sao ạ? Biến đổi, chuyển hóa từ dạng này qua dạng gì ạ? Dạng khác. Rồi, đấy là cái phần khảo sát định tính của chúng ta. Thế bây giờ chúng ta sẽ sang phần B nhỏ, là khảo sát định lượng. Chúng ta đã học về cái điện tích cũng như là cường độ dòng điện rồi, đúng không ạ? Vậy thì tại một cái thời điểm T bất kỳ, tại thời điểm T bất kỳ, thì ta sẽ có được là gì ạ? Năng lượng điện trường tại thời điểm T bất kỳ sẽ bằng là Q nhỏ bình chia gì ạ? Chia 2C, tức thời mà, đúng không ạ? Mà Q nhỏ bình sẽ bằng là gì ạ? Q0 bình trên 2C nhân cốt của gì ạ? Cốt bình của gì ạ? Omega T cộng gì nhỉ? Cộng phi.
được không ạ? Thế còn năng lượng từ trường thì sẽ là gì đây ạ? WL theo T sẽ bằng là gì ạ? LI nhỏ bình trên trên 2, được chưa ạ? Sẽ bằng này, L nhân Y không bình trên gì ạ? Trên 2 nhân với cả gì ạ? Sin bình của gì ạ? Omega T cộng gì nhỉ? Cộng phi, được không ạ? À, bây giờ thầy sẽ viết lại một chút nhé. Cái Q của thầy thì sẽ là gì ạ? Q0 nhân cos của omega T cộng cộng phi. Còn Y của thầy sẽ bằng là gì ạ? Trừ Y0 nhân với cả sin của gì ạ? Omega T cộng phi. Và sau biến đổi nó sẽ là gì ạ? Y0 nhân cos của gì ạ? Omega T cộng phi cộng gì ạ? Cộng pi trên, cộng pi trên 2. Đấy, đấy là một cái điều mà ta cần phải lưu ý. À, vậy thì bây giờ chúng ta biết rằng là cũng giống như là động năng và thế năng, đúng không ạ? Thì cơ năng chính là gì ạ? Là tổng của động năng và thế năng. Như vậy chúng ta biết rằng là gì ạ? Ở trong mạch của chúng ta có gì ạ? Năng lượng điện và năng lượng từ. Vậy thì tổng của năng lượng điện và năng lượng từ sẽ là gì ạ? Ký hiệu là chữ W sẽ bằng là gì? WC theo T cộng với là gì ạ? WL theo T. Như vậy chúng ta sẽ có là năng lượng điện từ của mạch. Vậy năng lượng điện từ của mạch sẽ là gì ạ? Ký hiệu là W, giống như vai trò của cơ năng ạ. Sẽ bằng này, WC theo T cộng với cả gì ạ? WL theo gì ạ? Theo T. Được chưa ạ? Vậy chúng ta nhìn cái biểu thức này, chúng ta thấy là gì ạ? Chỗ này là cốt bình omega T cộng phi cộng với cả gì ạ? Sin bình omega T cộng phi. Thì chắc chắn sẽ có một mối liên hệ là gì ạ? Là cốt bình cộng sin bình bằng mấy? Bằng 1. Bằng 1 nhưng với điều kiện tuy nhiên là gì ạ? Là hai cái hệ số đứng trước nó phải làm sao ạ? Phải giống nhau thì chúng ta mới làm sao ạ? Mới nhóm được ra ngoài. Nhưng tuy nhiên hai cái hệ số này vẫn đang làm sao ạ? Khác nhau. Vậy thì bây giờ làm thế nào để chúng ta có thể quy một trong hai cái này làm sao ạ? Về giống nhau. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng mối quan hệ giữa năng lượng điện và năng lượng từ. Được chưa ạ? Vậy thì bây giờ thầy sẽ sử dụng cái biểu thức của năng lượng từ, được không ạ? Bây giờ thầy sẽ xử lý cái này trước nha. Nào, năng lượng từ này. WL theo T sẽ bằng là gì đây? Nào, thầy viết lại LI không bình trên 2 nhân gì nhỉ? Nhân sin bình của gì ạ? Omega T cộng gì nhỉ? Cộng phi, đúng không ạ? Bằng này. Nào, bây giờ chúng ta lại lưu ý một điều mà lúc nãy chúng ta vừa mới học. Lưu ý một điều, đó là gì ạ? Cái Y không này thầy đã nói rồi, sẽ bằng là gì ạ? Omega nhân gì ạ? Nhân Q không. Như vậy thầy cần phải tìm cái mối liên hệ giữa Y không này với cái thằng Q0 để làm sao ạ? Lại xuất hiện cái thằng gì ạ? Thằng Q0, được không ạ? Vậy bây giờ thầy sẽ viết này, bằng này, L trên 2 để ra ngoài. Y0 bình sẽ bằng là gì ạ? Nhân này, omega bình nhân gì ạ? Q0 bình nhân gì ạ? Sin bình của gì nhỉ? Omega T cộng gì ạ? Cộng phi, được không ạ? Bây giờ bằng tiếp này, L trên 2 này, nhân này. Nào, omega chúng ta vừa mới học, đó là omega bằng gì ạ? 1 trên căn LC, đúng không ạ? Như vậy từ đây sẽ suy ra là gì nhỉ? Omega bình sẽ bằng là gì ạ? 1 trên LC, được không ạ? Như vậy thầy sẽ có này, chỗ này sẽ bằng là gì ạ? Omega bình là 1 trên LC nhân này Q không bình, đúng không ạ? Và nhân với cả gì ạ? Sin bình của gì ạ? Omega T cộng gì ạ? Cộng phi. Như vậy chúng ta để ý này, L với L ở đây làm sao ạ? Thầy bỏ đi rồi, đúng không ạ? Nào bây giờ vậy chúng ta sẽ suy ra được WL theo T bây giờ sẽ bằng là gì nào? 2C ở dưới mẫu, đúng không ạ? Q không bình cho lên trên tử. Như vậy nó sẽ bằng là gì ạ? Q không bình trên gì ạ? Trên 2C nhân với cả gì nhỉ? Sin bình của gì ạ? Omega T cộng gì ạ? Cộng phi. À, như vậy bây giờ chúng ta thấy là gì ạ? Là giống nhau chưa? Giống nhau rồi, đúng không ạ? Vậy bây giờ ta sẽ có là tổng năng lượng điện từ. Thầy có thể viết lại như sau, bằng này, tổng năng lượng điện từ sẽ bằng này, nhóm Q không bình trên 2C cho ra ngoài, trong ngoặc còn gì ạ? Sin bình của gì? Omega T cộng gì ạ? Cộng phi, đúng không ạ? Cộng với cả gì nhỉ? Cốt bình của gì ạ? Omega T cộng cộng phi. Và đương nhiên hai cái này cộng vào với nhau thì sẽ cho chúng ta kết quả là bằng mấy? Bằng 1, đúng không ạ? Vậy ta sẽ có là W sẽ bằng là gì ạ? Q không bình chia cho 2C. Và cái này nó bằng gì ạ?
hàng số. Như vậy từ đây chúng ta có thể kết luận một điều là gì ạ? Là trong quá trình dao động của mạch thì làm sao ạ? Năng lượng điện và năng lượng từ có thể làm sao ạ? Chuyển hóa qua lại lẫn nhau. Nhưng tổng của chúng, tức là gì ạ? Năng lượng điện từ trong mạch thì luôn không đổi và nó bằng gì ạ? Bằng một hàng số là Q không bình chia gì ạ? Chia 2C. Tất nhiên trong quá trình làm bài tập chúng ta hoàn toàn có thể biến đổi cái công thức Q không bình chia 2C này bằng các những cái công thức khác mà người ta với những cái dữ kiện của đề bài cho thì chúng ta có thể biến đổi được. Được chưa ạ? À, chúng ta cũng đã khảo sát xong cái năng lượng điện và năng lượng từ rồi đúng không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái chú ý. Chúng ta sẽ có một cái chú ý về cái quy luật. Về cái quy luật biến đổi của WC theo T và WL theo T. Tức là quy luật biến đổi của năng lượng điện và năng lượng từ cũng giống như cái quy luật biến đổi của động năng và thế năng trong dao động điều hòa. Vậy thì bây giờ thầy sẽ viết lại. Thứ nhất là cái năng lượng điện của chúng ta theo thời gian nó sẽ bằng là gì ạ? Q không bình chia cho 2C. Được chưa ạ? Và nhân với cả gì nhỉ? Cos bình của omega T cộng cộng phi. Được chưa ạ? Bây giờ chúng ta sẽ làm lưu ý một cái là liên quan đến cái việc hạ bậc, được không ạ? Như vậy chúng ta sẽ có một cái là gì ạ? Nhắc lại một chút này. Cos bình phương của x sẽ bằng là gì ạ? 1 cộng cos 2x mà trên mấy? Trên 2. Được không ạ? Tiếp theo này. Sin bình phương của x sẽ bằng là gì ạ? 1 trừ cos 2x mà trên mấy ạ? Trên 2. Như vậy bây giờ thầy sẽ biến đổi cái chỗ này như sau. Q không bình trên 2C cho ra ngoài. Được chưa ạ? Cos bình của x sẽ bằng là gì ạ? 1 cộng cos 2x chia mấy ạ? Chia 2. Như vậy nó sẽ bằng này. Nhân với này. 1 cộng cos 2x là cos của 2 lần omega t cộng 2 lần phi. Được chưa ạ? Mà chia cho 2. Được chưa ạ? Vậy đến đây thì sẽ bằng tiếp như sau. Bằng này. Q không bình trên này 2C chuyển 2 ra bên ngoài này sẽ là gì ạ? Là 4C. Được chưa ạ? Cộng Q không bình chia gì ạ? 4C. Nhân với cả cos của gì ạ? 2 lần omega T cộng gì ạ? 2 lần gì ạ? 2 lần phi. Được chưa ạ? Và chúng ta vừa biết là năng lượng điện từ của mạch nó là gì nhỉ? Tổng năng lượng điện và năng lượng từ là năng lượng điện từ của mạch nó sẽ là gì ạ? Là Q không bình chia gì ạ? Chia 2C. Như vậy Q không bình trên 4C ở đây chính là một nửa của năng lượng. Tức là gì ạ? Như vậy suy ra WC theo T sẽ bằng này. W trên 2. Được chưa ạ? Cộng này. W trên 2. Nhân với cả cos của gì ạ? 2 lần omega T cộng gì ạ? 2 lần phi. Đó. Đó là một cái biến đổi mà chúng ta cần lưu ý. Cái thứ hai mà chúng ta nói đến đó là gì ạ? Năng lượng từ trường là WL. Nào, năng lượng từ trường của chúng ta sẽ là gì ạ? Theo thời gian. Và thầy vừa mới biến đổi, đó là gì ạ? Q không bình trên 2C. Nhân gì ạ? Nhân với cả sin bình của gì ạ? Omega T cộng gì nhỉ? Cộng phi. Đúng không ạ? Lại sin bình x là bằng gì ạ? 1 trừ cos 2x trên 2 sẽ bằng là gì ạ? Q không bình trên 2C. Mà nhân với cả gì đây? Nào, 1 trừ đi cos của 2 lần omega T cộng 2 lần gì ạ? Phi. Mà chia cho mấy? Chia cho 2. Được không ạ? Vậy thì bây giờ thầy sẽ viết được cái biểu thức cuối cùng. Vậy suy ra WL theo T sẽ bằng là gì ạ? W trên 2 trừ gì ạ? W trên 2 và nhân với cả gì ạ? Cos của gì nhỉ? 2 lần omega T cộng 2 lần gì ạ? 2 lần phi. Được chưa ạ? Vậy từ hai cái biểu thức này, đây là biểu thức số 1. Và đây là biểu thức số 2. Vậy từ hai cái biểu thức 1 và 2 này thì chúng ta có thể suy ra được là gì ạ? Là năng lượng điện và năng lượng từ, được chưa ạ? Từ 1 và 2 này. Thế có thể suy ra là gì ạ? Năng lượng điện và năng lượng từ. Được chưa ạ? Nó sẽ biến thiên với với gì đấy ạ? Với thứ nhất này là gì ạ? Tần số góc.
Tần số góc của chúng ta bây giờ là gì ạ? Chúng ta nhìn này. Đây bây giờ là gì ạ? 2 omega này. Đây bây giờ là gì ạ? 2 omega. Tức là tần số góc của chúng ta bây giờ là omega 1 sẽ bằng là gì ạ? 2 lần gì ạ? 2 lần omega. Được không ạ? Cái tiếp theo đó là gì ạ? Là chu kỳ. Chu kỳ của chúng ta sẽ là gì ạ? Omega mà tăng 2 lần. Đúng không ạ? Thì có nghĩa là chu kỳ phải làm sao ạ? Giảm đi 2 lần. Như vậy T1 sẽ bằng là gì ạ? T trên 2. Được chưa ạ? Và cái thứ ba là tần số. Được chưa ạ? Tần số thì có nghĩa là gì ạ? Omega mà tăng 2 lần thì F1 cũng phải làm sao ạ? 2 lần gì ạ? 2 lần F. Đấy là cái quá trình biến đổi quy luật của động năng. À, quy luật biến đổi của gì ạ? Năng lượng điện và gì ạ? Năng lượng từ, hoàn toàn giống gì ạ? Động năng và thế năng trong dao động điều hòa. Vậy thì một cái thứ hai mà thầy cần lưu ý với chúng ta là một số các cái chú ý để chúng ta có thể làm bài tập. Chú ý khi làm bài tập. À, về cái năng lượng, đúng không ạ? Vậy thì ta có này. À, năng lượng điện từ, đúng chưa ạ? Sẽ bằng này. Năng lượng điện trường cực đại. Đúng chưa ạ? Hoặc là bằng năng lượng từ trường cực đại. Đúng không ạ? Hay là bằng gì ạ? Tổng của năng lượng điện trường cộng với cả năng lượng từ trường ở thời điểm gì ạ? Ở thời điểm bất kỳ. Đúng không ạ? Vậy với năng lượng điện trường thì nó có thể có các công thức sau đây. Với năng lượng điện trường cực đại nó có thể có các công thức sau đây này. Công thức thứ nhất là nó sẽ bằng là gì ạ? Q không bình chia gì nhỉ? Chia 2C. Giống như thầy lúc nãy thầy vừa mới nói. Công thức thứ hai là gì ạ? C nhân U không bình trên mấy nhỉ? Trên 2. Và công thức thứ ba đó là gì ạ? Q không nhân gì ạ? Nhân U không mà trên mấy nhỉ? Trên 2. Nó có 3 công thức. Còn đối với năng lượng từ trường thì nó sẽ có một cái công thức duy nhất là L nhân Y không bình trên mấy ạ? Trên 2. Được không ạ? Vậy tương tự bên này, năng lượng điện trường tại thời điểm bất kỳ, tức là tức thời ạ, sẽ là gì ạ? Q nhỏ bình chia gì ạ? Chia 2C. Thứ hai là gì ạ? Cu nhỏ bình trên mấy? Trên 2. Cái thứ ba là gì ạ? Q nhỏ nhân U nhỏ chia mấy nhỉ? Chia 2. Được không ạ? Còn WL sẽ là gì ạ? L nhân Y nhỏ bình trên 2. Như vậy các cái công thức này sẽ hỗ trợ cho chúng ta trong quá trình làm bài tập. Mà khi biết các cái giá trị tức thời cũng như là giá trị cực đại của một số các cái đại lượng trong mạch dao động điện từ. À, tại sao thầy lại có thể viết là gì ạ? Cơ năng lại bằng là năng lượng điện từ lại bằng là gì ạ? WC max. Như vậy chúng ta quay trở lại biểu thức này. Chúng ta thấy là gì ạ? Năng lượng điện ở thời điểm bất kỳ sẽ là gì ạ? Q không bình trên 2C nhân cốt bình của omega T cộng phi. Như vậy chúng ta có thể nhận xét một điều là gì ạ? Q không và C là sao ạ? Là không đổi. À, như vậy chúng ta thấy là gì ạ? Năng lượng điện tỷ lệ với cả gì ạ? Cái cốt bình này phụ thuộc vào cái cốt bình này. Đúng không ạ? Vậy chúng ta thấy là gì ạ? Cái này mắc khi phải gì khi cốt làm sao ạ? Cốt mắc. Vậy cốt mắc bằng mấy ạ? Bằng 1. Như vậy ta sẽ có là gì ạ? À, WC max sẽ bằng là gì ạ? Q không bình trên 2C. Và tương tự trong quá trình chúng ta làm bài tập thì chúng ta có thể vận dụng được các cái linh hoạt được các cái công thức liên quan đến năng lượng dao động điện từ trong mạch. Được chưa? Đấy là một số các cái lưu ý đối với chúng ta. Và chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo. Phần vừa rồi thì chúng ta cũng đã nghiên cứu qua về các cái liên quan đến dao động điện từ tự do, như là các đại lượng đặc trưng của Q, của Y và của U, cũng như là tần số góc, chu kỳ và tần số trong mạch dao động điện từ. Khảo sát năng lượng của mạch dao động điện từ. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một cái phần nhỏ nữa, đó là dao động điện từ tắt dần. Vậy thì cái nguyên nhân để dao động điện từ tắt dần cũng giống như là dao động cơ tắt dần ấy ạ. Thì là nguyên nhân là gì nhỉ? Có hai nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất là gì ạ? Là mạch sẽ có một cái điện trở thuần R. Và điện trở thuần có thể là của cái dây dẫn hoặc là của cuộn cảm. Vì chúng ta biết rằng là để tìm được một cái dây dẫn mà lý tưởng rất là khó, đúng không ạ? Cái dòng điện chạy qua R thì đương nhiên làm sao ạ? Sẽ tỏa nhiệt sau mỗi chu kỳ dao động. Và năng lượng của mạch sẽ giảm đi do có một phần là biến thành nhiệt theo định luật Joule-Lenz. Thứ hai là mạch dao động ngoài ra sẽ còn bức xạ ra sóng điện từ ra ngoài không gian xung quanh. Và sóng điện từ này sẽ mang theo năng lượng và vì vậy sau mỗi chu kỳ dao động thì năng lượng của mạch cũng sẽ bị giảm đi và trở thành dao động tắt dần.
Vậy thì chúng ta muốn khắc phục cái hiện tượng này thì về nguyên tắc chúng ta phải làm động tác là gì ạ? Chúng ta phải làm sao ạ? Cung cấp thêm cho mạch một năng lượng bằng cách là gì ạ? Bù lại cái phần năng lượng làm sao ạ? Đã bị mất đi do tiêu hao sau mỗi cái chu kỳ dao động, được chưa ạ? Cũng giống như dao động cơ tắt dần thôi. Chúng ta đang bị tắt dần do các cái yếu tố khách quan khác thì chúng ta phải làm sao ạ? Bù lại cái phần năng lượng một cách là phù hợp để làm sao ạ? Đã bị tiêu hao sau mỗi chu kỳ dao động, được chưa ạ? Đấy là cái nguyên nhân của dao động điện từ tắt dần và cái cách khắc phục cái dao động từ tắt dần này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với một số các cái câu liên quan đến cái phần đại cương về mạch dao động điện từ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói đến câu 15. Câu 15 này là một câu trong mã đề 201 kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2017. Nội dung của câu này như sau này. Một mạch dao động thì gồm có cuộn cảm thuần có độ tự cảm là L và tụ điện thì có điện dung là C. Bây giờ người ta hỏi là chu kỳ dao động riêng của mạch là đáp án nào sau đây? Một câu hỏi này cũng là một câu hỏi rất là quen thuộc ở mức độ là gì ạ? Nhận biết thông hiểu. Vậy chúng ta chỉ cần nhớ chu kỳ dao động riêng của mạch là gì nhỉ? T bằng gì ạ? 2pi căn căn LC. Như vậy hoàn toàn chúng ta có thể chọn được ngay đáp án là đáp án gì ạ? Đáp án C. Cũng một cái câu cũng hỏi như thế này, nhưng ở các cái mã đề khác, được chưa ạ? Thầy cũng không dẫn ra đây, thầy cũng chỉ nói qua người ta thôi. Ở mã đề 203, 204 thì nó cũng sẽ hỏi một câu là dữ kiện thì đề bài vẫn như thế, nhưng nó hỏi một câu là gì ạ? Là tần số dao động hay là gì ạ? Tần số góc dao động của dao động điện từ là gì? Thì chúng ta hoàn toàn chúng ta cũng có thể làm được, được không ạ? Vậy câu 15 tức là ví dụ đầu tiên này của chúng ta đáp án là đáp án gì ạ? Đáp án C. Chu kỳ dao động là 2pi căn LC. Chúng ta sẽ sang câu tiếp theo là câu 23 trong mã đề 201 kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2017. Bây giờ người ta gọi A và VM lần lượt là biên độ và vận tốc cực đại của một chất điểm đang dao động điều hòa. Q0 và Y0 lần lượt là điện tích cực đại trên một bản tụ điện và cường độ dòng điện cực đại trong mạch dao động LC đang hoạt động. Vậy thì bây giờ người ta hỏi là biểu thức VM trên A có cùng đơn vị với biểu thức nào? Được chưa ạ? Vận tốc cực đại và A người ta gọi là biên độ. Như vậy chúng ta nhắc lại một chút, vận tốc cực đại trong dao động điều hòa ký hiệu là Vmax. Đúng chưa ạ? Và trong đề bài người ta không gọi là Vmax mà người ta gọi là VM các bạn. VM bằng gì ạ? Omega nhân gì ạ? Nhân này. Được chưa ạ? Vậy thì từ đây thầy sẽ suy ra được là gì ạ? Cái VM chia cho A, đúng chưa ạ? Nó ra chính kết quả là gì ạ? Là omega. Được không ạ? Bây giờ người ta gọi là gì ạ? Q0 và Y0 lần lượt là gì ạ? Là điện tích cực đại và cường độ dòng điện cực đại. Thế giờ ta lại có tiếp này. Nào, chúng ta sẽ có là gì ạ? Vừa rồi trước khi chúng ta biểu thức thiết lập là Y0 sẽ bằng là gì ạ? Là omega nhân gì ạ? Nhân Q0. Như vậy bây giờ người ta hỏi là VM trên A này giống với cái đại lượng nào? Thì VM trên A chính là gì ạ? Là omega. Vậy từ đây thầy sẽ rút ra omega sẽ bằng là gì ạ? Y0 chia gì ạ? Chia cho Q0. Đúng không ạ? Đối chiếu với hai cái đại lượng này thì ta thấy là gì ạ? Cái VM trên A nó sẽ giống với cả gì ạ? Y0 mà chia gì ạ? Chia Q0 trong dao động điện từ. Vậy thì đáp án của chúng ta là đáp án gì ạ? Đáp án A. Vậy đây cũng là một câu rất là đơn giản nhưng mà đòi hỏi chúng ta cần phải có sự móc nối giữa các đại lượng dao trong dao động cơ và dao động điện từ chúng ta vừa mới học. Chúng ta cùng đến ví dụ tiếp theo. Đây là vẫn trong đề 201, được chưa ạ? Là câu 28. Bây giờ một cái mạch dao động điện từ lý tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm là 5mH. Như vậy thầy sẽ tóm tắt một chút nhé. Đây là cái câu 28 này trong đề quốc gia 2017. Như vậy L bằng 5mH bằng 5 x 10 mũ -3 Henry. Chúng ta đổi luôn ra đơn vị chuẩn. Thứ hai, điện dung C bằng 50 microfarad. C bằng 50 microfarad hay là bằng 50 nhân 10 mũ trừ 6 farad. Và trong mạch đang có dao động điện từ tự do với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 6V. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là U0 bằng mấy nhỉ? Bằng 6V. Được chưa ạ? Bây giờ người ta bảo là gì ạ? Tại thời điểm mà hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là 4V thì cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn là bao nhiêu? Tại thời điểm ạ, tức là tại thời điểm bất kỳ là tại thời điểm T. Khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ là gì ạ? Là 4V, tức là U nhỏ bằng gì ạ? 4V. Đúng không ạ? Thì cường độ dòng điện trong mạch sẽ có độ lớn là bao nhiêu? Tức là gì ạ? Chúng ta cần xác định độ lớn của Y nhỏ bằng hỏi chấm. Được không ạ? Vậy thì với cái bài này thì chắc chắn là chúng ta nên sử dụng cái công thức liên quan đến gì ạ?
và toàn năng lượng rồi. Như vậy ta sẽ có điều gì đây nhỉ? Nào, thầy viết lại một chút này. Năng lượng điện từ sẽ bằng là gì ạ? Năng lượng điện cực đại. Hoặc là bằng gì ạ? Năng lượng từ cực đại. Hoặc là bằng gì ạ? Tổng của năng lượng điện cộng năng lượng từ ở thời điểm gì ạ? Ở thời điểm bất kỳ. Được không ạ? À, vậy thì đến đây thầy sẽ lại tiếp tục nhắc lại một chút. WC max sẽ có các công thức gì nhỉ? Sẽ có công thức nào ạ? Q không bình chia gì ạ? Chia 2C. Được không ạ? C nhân U không bình trên mấy ạ? Trên 2. Hoặc là bằng gì ạ? Q không nhân gì ạ? Nhân U không là trên mấy ạ? Trên 2. Được không ạ? Còn WL max sẽ bằng là gì ạ? L nhân Y không bình trên mấy nhỉ? Trên 2. Tương tự bên này thầy sẽ có là gì ạ? Q nhỏ bình trên gì ạ? Trên 2C. Được không ạ? C nhân U nhỏ bình trên mấy? Trên 2. Cái thứ ba là gì ạ? Q nhỏ nhân U nhỏ mà trên mấy ạ? Trên 2. Còn WL theo T nó sẽ là gì ạ? Có một công thức là LY nhỏ bình trên mấy? Trên 2. Như vậy với các dữ kiện của đề bài cho này, đề bài cho biết gì ạ? Biết L này. Được chưa ạ? Biết C này. Biết U0 này. Biết U nhỏ này. Và tìm gì ạ? Tìm Y nhỏ. Được chưa ạ? Vậy bây giờ chúng ta sử dụng như nào nào? Biết U0 rồi. Đúng không ạ? Như vậy chúng ta sẽ sử dụng U0 thì chúng ta sẽ sử dụng gì ạ? Đây, một trong ba công thức này. Thì chắc chắn là chúng ta sẽ chọn cái công thức nào có U0, đúng không ạ? Và chọn công thức nào tối ưu nhất, tức là gì ạ? Có C và U0. Như vậy chắc chắn là chúng ta sẽ chọn công thức số mấy ạ? Công thức số 2 này này. Được chưa ạ? Là một cái. Được không ạ? Tiếp theo này. Bây giờ chúng ta đang cần tìm các giá trị tức thời. Bây giờ lại cho biết gì ạ? U nhỏ. Đúng không ạ? Nào, U nhỏ. Lại cũng biết C nữa. Như vậy chúng ta lại cũng dùng công thức số mấy ạ? Công thức số 2 này. Được chưa ạ? Còn cái nữa là Y nhỏ. Y nhỏ thì liên quan đến Y bình. Như vậy chúng ta sẽ có công thức gì ạ? Công thức này. Được không ạ? Vậy thì khi kết hợp thì ta sẽ suy ra được điều gì nhỉ? Ta sẽ có điều gì nào? À, C U0 bình trên 2. Được chưa ạ? Sẽ bằng này. Bằng này. C U nhỏ bình trên 2. Và cộng với cả gì đây ạ? L Y nhỏ bình trên mấy? L Y nhỏ bình trên 2. Được không ạ? Bây giờ thầy vứt 2, 2 ở dưới mẫu đi. Nào, khi phải chỉ khi này. C nhân U không bình bằng này. C nhân U nhỏ bình cộng gì ạ? L nhân nhân Y nhỏ bình. Được không ạ? Nhiệm vụ ta cần tìm gì ạ? Tìm Y. Đúng không ạ? Từ đây thầy sẽ nhóm chậm hơn một chút, đó là gì ạ? C này nhân này U không bình trừ đi gì ạ? U nhỏ bình sẽ bằng là gì ạ? L nhân Y nhỏ bình. Được không ạ? Và từ đây chúng ta chỉ cần tìm độ lớn của Y, đúng không nhỉ? Độ lớn của Y. Tức là không cần giá trị cộng trừ nữa. Nào, Y sẽ bằng là gì ạ? Căn bậc 2 của gì nhỉ? Nào, C nhân gì ạ? U không bình trừ đi gì ạ? U nhỏ bình mà chia gì ạ? Chia cho L. Được chưa ạ? Vậy thì thầy có thể thay số nhỉ? Thay số nhá. Thầy viết lên trên này ạ. Thay số thầy sẽ có này. Nào, căn bậc 2 này của C của chúng ta là bao nhiêu ạ? 50 x 10 mũ trừ 6. Nhân này, U0 của chúng ta là 6 bình. Trừ đi U nhỏ của chúng ta là mấy ạ? Là 4 bình. Được chưa ạ? Mà chia cho L của chúng ta là bao nhiêu ạ? 5 x 10 mũ trừ 3. Được chưa ạ? Bây giờ chúng ta cùng bấm máy để xem ra kết quả nó bằng bao nhiêu. Căn bậc 2 của 50 x 10 mũ trừ 6. Được chưa ạ? Nhân 6 bình trừ đi 4 bình mà chia cho 5 x 10 mũ trừ 3. Và kết quả của nó ra, độ lớn của Y nó sẽ bằng là căn 5 trên 5 ampe. Và đáp án của chúng ta đối chiếu với cả đáp án của đề bài thì nó sẽ là đáp án A. Như vậy đây là một cái rất là hiệu quả cho chúng ta trong quá trình mà chúng ta làm sao ạ? Làm bài tập chúng ta nên viết ra như thế này. Thì chúng ta sẽ biết được là gì ạ? Với các dữ kiện đề bài cho thì chúng ta sẽ dùng cái công thức nào ở trong cái các cái công thức mà chúng ta làm sao ạ? Viết ra để chọn. Được chưa ạ? Chúng ta cùng đến với một câu nữa trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia 2018, đó là câu 24 thuộc mã đề 203. Thì thầy viết như thế này, chúng ta có thể tiện chúng ta theo dõi được xem là cái câu và vị trí của nó ở đâu. Nội dung của câu này như sau này. Mạch dao động LC lý tưởng
thì cuộn cảm thuần có độ tự cảm là 2 mH và tụ điện có điện dung C là 8 nF. Vậy với câu này thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể tóm tắt được. Được chưa? Và đề bài cho là gì ạ? L bằng 2 mH. Như vậy nó sẽ bằng là gì ạ? 2 × 10⁻³ H. Thứ hai là tụ điện có điện dung C là bằng 8 nF. Tức là bằng gì ạ? 8 × 10⁻⁹ F. Được chưa ạ? Nhớ chúng ta nhớ các cái bội nhá. Được chưa ạ? Micro này, nano, pico, được chưa ạ? Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 6V. Nào, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là U0 bằng mấy ạ? Bằng 6V. Bây giờ người ta hỏi là gì ạ? Cường độ dòng điện cực đại trong tụ là bao nhiêu? Tức là gì ạ? I0 bằng bao nhiêu? Được chưa ạ? Vậy thì với các cái mà chúng ta đã vừa nói, được không ạ? Thì bây giờ ta sẽ có là gì nhỉ? Chúng ta bảo toàn năng lượng thôi. Đó là gì nhỉ? Cu0 bình trên 2 sẽ bằng là gì ạ? L nhân I0 bình trên 2. Cái này rất là nhanh thôi. Được chưa ạ? Như vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra được điều gì nhỉ? Cu0 bình sẽ bằng là gì ạ? L nhân I0 bình. Được chưa ạ? Vậy từ đây thầy đang cần tìm I0 đúng không nhỉ? Như vậy thầy sẽ có là gì ạ? I0 sẽ bằng là căn bậc 2 của gì ạ? C nhân U0 bình mà chia gì ạ? Chia L. Bằng thay số đàng hoàng ạ. C của chúng ta là bao nhiêu? 8 × 10⁻¹⁹. Được chưa ạ? Nhân nào? U0 của chúng ta là 6 bình. Mà chia cho L của chúng ta là bao nhiêu ạ? 2 × 10⁻³. Được chưa ạ? Chúng ta bấm máy nhá. Căn bậc 2 của 8 × 10⁻¹⁹ nhân 6 bình mà chia cho 2 × 10⁻³. Kết quả của chúng ta là 0,012 ampe. Được chưa ạ? 0,012 ampe. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào cái 4 đáp án của chúng ta. 0,12 này, 1,2 này, 1,2 mA này, và gì ạ? Và 12 mA. Thì chúng ta sẽ chọn đáp án gì đấy ạ? 1,2 mà nhân 10⁻³ ta sẽ ra kết quả là bao nhiêu? Vẫn là 1,2, là 0,0012, đúng không ạ? Như vậy đáp án của chúng ta là đáp án gì nhỉ? Đáp án D là 12 mA. Đáp án D. Như vậy chúng ta sẽ giải cho kết quả là gì ạ? Là 12 mA. Như vậy chúng ta cần lưu ý là các cái con số nó rất là giống nhau, đúng không ạ? Vậy chúng ta nếu chúng ta đổi không đúng thì chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ làm sao ạ? Chọn sai. Như vậy với cái câu này thì đáp án A và C chúng ta chắc chắn không chọn được rồi, bởi vì là nó không có, đúng không ạ? Nhưng tuy nhiên đáp án B và đáp án D là chúng ta phải rất là cẩn thận. Đây là một cách mà chúng ta dùng gì ạ? Bảo toàn năng lượng để có thể ra, được không ạ? Vậy một cách nữa, chúng ta có một cái nhận xét là gì nhỉ? Chúng ta thấy là gì ạ? Với mạch dao động điện từ LC lý tưởng, đúng không ạ? Thì cái độ lệch pha của hai cái đại lượng này là nó sẽ lệch pha nhau một góc là gì ạ? Là 90 độ. Thể hiện qua cái mối liên hệ của gì nhỉ? Nào, chúng ta viết lại một chút. Q bằng Q0 nhân cốt của omega t cộng gì ạ? Cộng phi. Còn Y bằng trừ Y0 nhân sin của omega t cộng phi, hay là bằng gì ạ? Y0 nhân cốt của omega t cộng phi và cộng gì ạ? Cộng Y/2. Được chưa ạ? Hoặc là U của chúng ta này, bây giờ U của chúng ta sẽ là gì ạ? U0 nhân cốt của omega t cộng phi. Được chưa ạ? Vậy hai đại lượng mà vuông góc với nhau, đây Y và U làm sao ạ? Vuông góc với nhau. Hai đại lượng U và Y và vuông góc với nhau thì ta luôn có một điều là gì ạ? U nhỏ chia gì ạ? U0 tất cả làm sao ạ? Bình. Cộng gì ạ? Y nhỏ chia gì ạ? Chia Y0 tất cả làm sao ạ? Bình. Hai cái này cộng vào nhau bằng mấy ạ? Bằng 1. Chúng ta hoàn toàn có thể dùng công thức này chúng ta làm. Tất nhiên là chúng ta bảo toàn năng lượng đối với bài này sẽ ra nhanh hơn rất là nhiều, được chưa ạ? Chúng ta cùng đến với ví dụ cuối cùng. Ví dụ này là một câu 27 trong mã đề 204 kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018. Thì nội dung của câu này như sau này. Một mạch dao động điện từ lý tưởng đang có dao động điện từ tự do với cái tần số góc là 10^4 radian trên giây. Và biết cái điện tích cực đại của một bảng tụ điện là 1 nanocoulomb. Và khi cường độ dòng điện trong mạch có giá trị là 6 microampe thì điện tích của một bảng tụ điện sẽ có độ lớn là bao nhiêu? Được chưa ạ? Vậy với bài này chúng ta cũng sẽ tóm tắt một chút. Trước hết thì là cái gì ạ? Tần số góc là bao nhiêu nhỉ? Là omega. Đây thầy sẽ tóm tắt một chút ạ. Là câu 27. Được chưa ạ? Tần số góc omega của chúng ta là bao nhiêu ạ?
10 mũ 4 radian trên dây. Được chưa ạ? Điện tích cực đại của bạn tụ điện là 1 nano coulomb, tức là gì ạ? Q0 bằng 1 nano coulomb, được chưa ạ? Hay là bằng này, 1 nhân 10 mũ trừ 9 coulomb. Được chưa ạ? Khi cường độ dòng điện trong mạch có giá trị là gì ạ? 6 microampere thì điện tích của bản tụ điện có độ lớn là bao nhiêu? Khi cường độ dòng điện trong mạch, tức là y tức thời ạ, của chúng ta bằng bao nhiêu ạ? 6 microampere. Tức là bằng gì ạ? 6 nhân 10 mũ trừ 6 ampere. Thì người ta hỏi là điện tích của một bản tụ điện sẽ có độ lớn là bao nhiêu? Tức là người ta yêu cầu tính gì ạ? Q nhỏ có độ lớn là gì ạ? Là bao nhiêu? Được chưa ạ? Với bên này ta sẽ có là gì ạ? Nào, sự tương đương của đại lượng cơ trong dao động điều hòa đó là gì ạ? Nhắc lại một chút nhá, nhắc lại. Trong dao động điều hòa. Nhắc lại trong dao động điều hòa. Thì ta có một điều là gì ạ? Là omega bình nhân x bình cộng gì ạ? Cộng v bình bằng omega bình gì ạ? A bình. Được chưa ạ? Và sự tương đương của đại lượng cơ và đại lượng điện nó sẽ là gì ạ? X thì nó sẽ tương đương với đại lượng trong đại lượng điện, đó là gì ạ? Là Q. Được không ạ? Còn Y, à V thì nó sẽ tương đương với đại lượng là gì ạ? Là Y. Được không ạ? Vậy từ đây ta sẽ có điều gì nhỉ? Là omega bình nhân gì ạ? X sẽ là gì ạ? Q. Như vậy nó sẽ là gì ạ? Omega bình nhân Q nhỏ bình cộng này, V nó sẽ là Y cộng Y nhỏ bình sẽ bằng là gì ạ? Omega bình nhân gì ạ? Nhân Q không bình. Được không ạ? Như vậy ta có này, omega có rồi, đúng chưa ạ? Q nhỏ đang cần tìm, đúng không ạ? Y nhỏ có rồi, omega có rồi và Q không có gì ạ? Có rồi. Như vậy nhiệm vụ bây giờ ta cần gì mà cần tìm Q nhỏ. Vậy từ đây ta sẽ biến đổi một chút, đó là gì ạ? Nào, khi và chỉ khi này, omega bình nhân Q bình sẽ bằng là gì ạ? Omega bình nhân Q không bình mà trừ đi gì ạ? Trừ đi Y bình. Được chưa ạ? Biến đổi tiếp khi và chỉ khi, ta sẽ có là gì ạ? Q bình sẽ bằng là gì? Omega bình Q không bình trừ đi gì ạ? Y nhỏ bình mà chia cho gì ạ? Omega bình. Như vậy nó sẽ bằng là gì ạ? Q không bình trừ đi gì ạ? Y nhỏ bình chia gì ạ? Chia cho omega bình. Được không ạ? Vậy từ đây thầy sẽ suy ra, người ta hỏi độ lớn của Q ạ, người ta hỏi độ lớn của Q. Được chưa ạ? Như vậy độ lớn của Q là trị tuyệt đối của Q sẽ bằng là gì ạ? Căn bậc 2 của gì nhỉ? Q không bình này trừ đi gì ạ? Y nhỏ bình trên omega bình. Được chưa ạ? Nào bây giờ chúng ta sẽ thay số. Được chưa ạ? Thay số nhá, chúng ta sẽ có này. Trị tuyệt đối của Q sẽ bằng căn bậc 2 của Q không là bao nhiêu đây ạ? 10 mũ trừ 9. Tất cả làm sao? Bình trừ đi y nhỏ của chúng ta là bao nhiêu ạ? 6 nhân 10 mũ trừ 6 mà chia cho omega của chúng ta là bao nhiêu ạ? 10 mũ 4. Tất cả làm sao ạ? Bình. Được chưa ạ? Vậy từ đây thầy sẽ suy ra được kết quả của Q sẽ bằng, nào chúng ta cùng bấm máy. Căn bậc 2 của 10 mũ trừ 9 đóng ngoặc bình này, trừ đi này, 6 nhân 10 mũ trừ 6 và chia cho bao nhiêu đây ạ? Chia cho 10 mũ 4. Tất cả làm sao ạ? Bình phương. Để chỉnh một chút đã. Tất cả bình phương. Rồi ạ. Và kết quả của chúng ta sẽ ra là kết quả là 8 nhân 10 mũ trừ 10 coulomb. Vậy đáp án của chúng ta là đáp án gì ạ? Đáp án A. Vậy đây là một cái bài rất là đơn giản mà đòi hỏi chúng ta làm sao ạ? Phải nhớ được các cái mối liên hệ của đại lượng cơ và đại lượng điện trong dao động điện tử và dao động điều hòa. Được chưa ạ? Vậy thì với những cái ví dụ hôm nay thì chúng ta cũng đã có những cái hình dung cơ bản nhất liên quan đến các cái nội dung trong cái phần đại cương về mạch dao động điện tử. Thầy hy vọng rằng với những cái bài giảng này sẽ giúp chúng ta có thể vận dụng được một cách linh hoạt trong các bài kiểm tra và những cái bài thi sắp tới, và chúc các em sẽ có những cái buổi học hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại các em.